Mến chào tất cả các anh chị em trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước à, Thì hôm nay tôi cũng quay lại cái câu chuyện của uh, thằng Trọng Súng Trời đất ơi, ơi, cái thằng này các cô chú anh chị thấy không? Cái thằng này phải nói chứ Nó rất là lương lẹo, nó rất là xảo trá, nó rất là hả à, à, ma mị à, Bây giờ uh, nó dừng anh ca không biết có phải là à, mít lòng nhau cái gì đó hay không Hay là diễn thì mình cũng chưa có nắm chắc để xem thử như thế nào nhưng mà cái tụi này á, tại vì nó cũng nhiều lần lắm thằng anh ca hôm trước nó cũng có lên nó nói nó chia sẻ nó nói là à, từ nay là nó sẽ không bao giờ đưa gia đình của trọng súng không có nói về gia đình trọng súng nó sẽ đi quay những cái à, chuyện khác đó à, nó nói vậy nhưng mà đâu chưa đầy một tuần lễ thì thấy nó cũng quay trở lại nó bù bám vô thằng trọng súng này đủ thứ chiêu trò vàng dựng cả cùng với thằng nan ca với thằng trọng súng này nè hai thằng là mô mô xảo trá dựng câu chuyện lên để mà hả mồi chài tiền của mạnh thường quân thì mấy hồi ngày hôm nay á, thì cũng thấy nó lên á, nó nói là nó bị ông chích đồ rồi hả lên dự án này dự án kia hả toàn là phe là nổ không nhưng mà cái chuyện á, á, nó phe nó nổ thì kệ nó đi á, mình cũng không quan tâm làm gì các cô chú anh chị á, giờ á, là trên cộng đồng người ta cũng đã rành nó quá rồi á, nhưng mà hả cái thằng này á, nó rất là lương lẹo nó rất là xảo trá á, giờ á, à, bữa tôi có coi cái clip á là thằng à, nan ca lên thằng nan ca chính miệng nan ca lên clip nói là à, trọng bây giờ có biến rồi à, điện thoại cho nó hồi nửa đêm là nói là giờ chủ nhà trọ là có ý là là là, là đuổi đó rồi nó nói là à, trọng súng thì bị ông chích gì đó nhưng mà các cô chú anh chị biết cái hai cái thằng này nếu mà trọng súng đó, thật sự mà có bị ông chích á, thì hả nó sẽ kêu nanh ca là quay đưa cái mặt nó ra sưng như thế nào à, để mà hả cho cộng đồng thấy à, để mà mồi chài đằng này không có nó đặt điều đặt chuyện nó đâu có đi bắt ông bắt à, à, gì đâu à, toàn là hả nói à, chứ còn nó không có làm cái gì hết trơn á À, rồi giờ này nó đổ thừa nó nói là à, vợ chồng của à, Lâm TV với Thiên Thơ ăn là tại sao cứ môi móc à, chuyện của nó nè tao nhắn gửi với mày nghe hàng trọng mày á à, bởi vậy mày á à, à, không có răng chứ mai là mày có răng là còn cỡ nào á à, mày cừ cái à, là đưa cái mặt à, ra, ra à, hả thấy nó chứ không có duyên dùng vậy đó mà hả, à, răng thì không có mà nói dốc nói láo á à, à, thì à, tài ha chính bữa đó là hả à, hằng nan ca lên nói là mày á điện cho thằng ca nửa đêm nói là chủ nhà trọ có ý đuổi thì á mày muốn cho hả á cộng đồng người ta đừng có nói gì mày thì mày đừng có đưa lên còn á mày cứ hễ mày đưa lên người ta thấy á không á đúng thì người ta có quyền người ta góp ý ha có quyền người ta chia sẻ lên á để lan rộng ra á những cái gì xấu xa á của mày. đã hả á con người của mày á đó, cộng đồng đó người ta đã giúp cho mày á là nay gần 3 năm rồi mày ăn mày ăn xin mày có làm được cái gì mày toàn là mày lên mày nói dốc nói ẩu hả mày nói riết bây giờ hết cộng đồng ai người ta cũng hiểu hết trời trơn á mày đừng có lên đây mày xạo sự mày hầu dọ mày hâm dọ chính mày comment vô hả kênh của Hoàng Lâm TV hả mày nói này nói nọ chính bữa đó tao cũng có xem cái kênh đó cái 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 kênh của Hoàng Lâm TV chia sẻ lên ha mày có bình luận vô mày chữ bớ mày hâm dọ đủ thứ hết trời trơn ha rồi mày nói là hả cái ai đâu á, á mà đủ thừa mày mày á nó thiệt với mày hả mày đừng có xảo trá ma ranh bởi vậy thằng cha với con mẹ mày á, á cũng mất dạy cũng á, lưu manh cũng xạo sự thằng cha tò te của mày á, nên mày giống y như cha tò te mẹ Chứ mày đừng có giờ mày hết đường rồi nên giờ mày lên mày nói mày nói ngày nào vợ chồng của thằng lâm cũng lên nói mày tại vì con người của mày là mua mô, mô xảo trá lường gạt cùng với anh, anh ca này dựng chiêu trò này chiêu trò kia để mà mòi chài tiền của mạnh thường quân nên mày đưa lên thì người ta có quyền người ta nói chính tao là khán giả tao đã theo dõi mày từ cái lúc mà hả mùa dịch mày lên á ở Sài Gòn mày á gặp lê thân thiện á mày với lê thân thiện dàn dựng với nhau hả quay lúc đó mày được mấy trăm triệu trong mùa dịch ha rồi lần hai mày lên mày cũng kêu lê thân thiện lại quay mày tao đều xem hết nên tao rành cái bộ mặt mày quá tao là khán giả tao còn bức xúc nè á, á, những cái thành phần như mày là cần phải moi móc cần phải dịch tràn ra để cho á, xã hội á, không còn những cái 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 cái, cái, cái tệ nạn mà hả ăn nhắc làm như mày À, tại sao mà mày hả có bốn đứa con mà vợ mày cũng khỏe mạnh hả, rồi hả mày cũng khỏe mạnh các con mày cũng đều khỏe mạnh mà nay con mày cũng lớn rồi tại sao mày không chịu đi làm ăn mà mày cứ lên hả mày vàng dựng mày nói dốc nói nói láo hả ba hỏi thì mày nói nay hả mày hả, dư tiền rồi mày khá rồi hả. thì mày hả, khá giả thì kệ mày À, mày cũng đưa lên á à, mày nói rồi ha à, mấy ngày sau cái bắt đầu hả à, mày để cho thằng ca hả à, à, nói mày không nói nói là hả à, chủ nhà trọ đuổi mày giờ à, sụm nụ rồi không có tiền rồi, đóng nhà trọ rồi à, trả xe đồ nãy nọ à, mày à, với thằng Nan ca hả à, là lên hả à, lừa dối cộng đồng hả à, à, rồi hả à, à, nói dốc nói ẩu là à, mày khi dễ à, cộng đồng nên mày mới lên mày nói dốc nói ẩu chứ nếu mà con người của mày đàng hoàng mày không bao giờ mà dám lên đùa giỡn mày nói mày nói chơi mày nói đã xong mày nói ở mày nói giỡn thử coi như vậy là mày khinh thường cộng đồng mạng mày lên mày ăn nói không đâu ra đâu thì người ta xem người ta có quyền người ta có ý kiến ha mày đừng có bây giờ mày nói là vợ chồng thiên thơ thế này thế nọ hả mày nói không có ai mà nghe cái 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 miệng của mày đâu mày lo mày đi làm ăn đi mày nói nay á mấy bữa nay mày mua da chai đồ nãy kia mày mở giữa da chai mày đâu có nói với ai mặt mày mà hả mày mà hả địch đĩa gì mày cũng khoe lên mày cũng kiều năm ca hả quay cho mày chứ mày đừng nói mà mày mày làm thinh thì bây giờ mình công việc làm ăn của mình thì tự mình làm đi cần gì mà ngày ngày đưa lên nó dốc nó ẩu làm như là cộng đồng người ta hả không hiểu mày như thế nào vậy đó mày là xạo sự người ta đã giúp cho mày là hai lần rồi gần nửa tỷ bạc rồi mà mày chả làm được cái gì hết trơn đâu có ai mà xuất hiện trên cộng đồng ở nay là gần 3 năm rồi ví dụ hoàn cảnh người ta khó khăn bế tắc quá người ta hả nhờ cộng đồng hả giúp đỡ. Rồi xong rồi người ta làm ví dụ người ta làm phát triển hay là không gì người ta cũng không bao giờ mà dám mà 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 đưa lên nữa. Người ta không có dám mà đưa cái mặt lên để mà than lên nữa. Con may hả như thế nào? Hả? con người của mày á mày sẽ lường gạt mày xạo sự á. Mày thấy mạnh Thường Quân người ta nè. À, người ta thương ngừ thương ngừ nè à, rồi à, với à, mày cấu kết với mấy thằng à, youtube bá dơ này nè dàn dựng với mày đó cũng như hồi đó đó à, lê thân thiện đó là nó quay mày là nó cũng dàn dựng mày ha, nửa đêm nửa hôm nó gặp ở đâu ngoài đường rồi ngủ ở ngoài, ngoài đường ngoài xá nên mùa dịch người ta thấy người ta đâu có biết à, người ta tội nghiệp người ta mới giúp nên mày bây giờ mày cứ nghĩ là hả mình lên đây mình nói dốc nói ẩu là ha, à, mạnh thường quân ha, không ít thì nhiều cũng sẽ giúp mình khởi à, coi con người của mày hả ma ranh xảo trá mày lừa gạt cộng đồng không? Hử? À, rồi ngày ngày mày lên hả bữa nay mày nói mày lên dự án này mốt mày nói á, là hả mày sẽ sắm lại tất cả truyền hình tivi độ này nọ thì mày làm ăn được thì mày làm kể mày cũng mất gì mày đưa lên chi? À, rồi cái bắt đầu hai ba ngày sau cái bắt đầu mày đưa cho thằng anh ca hả than lên giờ mày khởi à, coi con người của mày hả là mất dạy hả luôn manh không? hả à, chứ nếu một con người mà người ta hả có ý thức là không bao giờ không bao giờ mà người ta hả đưa cái mặt lên cộng đồng à, mày nói là hả mày làm 100 kênh youtube mày bán rồi con mày mỗi đứa làm một kênh sao mày không quay mày đưa lên đi mà mày đưa cho thằng nan ca rồi hằng giờ mày với nan ca không biết có mít lòng gì không biết ha à, là diễn à, rồi bắt đầu giờ mày nhảy vô kênh thằng nhóc hợi á à, mà mày với nhóc hợ cũng từng chữ với nhau hằng nhóc hợ nó chữ mày kia bằng hả á à, không ra cái ôn quái gì hết trời trơn ha á à, nó lừa mày nó điện thoại nó cũng ghét mày á à, nó nói là hả đóng phim 2 tỷ gì đó kỳ đó đó à, rồi giờ này hả rồi sau này nó cũng chữ mày á à, không có ra cái 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 giống ôn gì hết á à, nó chữ kia bằng lên bờ xuống ruộng nó chữ thằng cha với con gái mẹ mày á à là nó chữ nhiều nhất hơn là vợ chồng của thiên thơ nữa mà giờ trở lại là nó bu bám vô mày nó quay mày thì chẳng khác nào thằng trọng thằng thằng nhóc hợ này cũng không có ra gì hết trời trơn cũng cái dạng hả ba dơ ba láp tự hôm nay chết đói rồi ba cái vụ mà vợ chồng bán cam môi móc tiền sinh sở của ông Jimmy my gì hầm trồng răng gì đó đó rồi bắt đầu hả chữ lộn với nhau rồi sao rồi bắt đầu nịnh bợ với nhau nên giờ cộng đồng người ta thấy như vậy làm kênh youtube mà hả không có, 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 có trung thực không có đàng hoàng nên giờ người ta đâu có thèm người ta đâu có vô người ta xem người ta đâu có ủng hộ nữa à, lúc trước nó lên nó chữ gia đình mày nên khán giả ủng hộ quá trời quá đất luôn à, thì mày hiểu rồi đó là tất cả khán giả bây giờ hả cộng đồng bây giờ là ai cũng rành cái bộ mặt của mày hết ngang trọng súng á à, mày đừng có lên đây mà mày hả diễn nữa à, lo đi làm ăn đi à, còn thằng nhóc hợ á giờ đừng có mà nói là a à, bu bám vô quay trọng súng thấy nó tội ủa thằng trọng súng nó đâu có què quạt đâu nhóc hợ ha à, vợ chồng nó khỏe mạnh mà á à, à, chính mày cũng hồi đó mày lên mày móc mày chữ à, gia đình của thằng trọng súng để mày có like có view mà À, lúc đó người ta thấy mày lên mày nói mày chia sẻ gia đình con trọng súng rất là chính xác nên người ta cũng ủng hộ mày à, còn bây giờ mày quay lại mày, mày bu bám vô mày quay trọng súng mày nói mày quay mày giúp đỡ à, ta nói thiệt với mày hả à, mày á nói mày giúp đỡ nó thì có môn đó, à, mày về bán nhà bán cửa mày giúp cho nó chứ còn mày lên mày chia sẻ nó thì mày sẽ bị cộng đồng tẩy chai mày à, tự hôm nay mày chết đói rồi phải không từ hôm nay á người ta đành cái bộ mặt của mày quá mày làm cái kênh youtube á, á là hả á, không ra gì hết á cứ cái kênh nào cái, cái 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 công chuyện nào mà công chuyện gì mà có like có view là mày nhảy vô à, mày bất chấp à, à, đúng sai gì hết à, thì mày với thằng trọng súng này á, mày chữ từng chữ trọng súng rồi trọng súng cũng chữ mày mày ghi âm mày đưa lên đó mà giờ mày nhảy vô mày nói mày mày quay trọng à, súng để mày giúp đỡ à, thì mày cứ quay mày giúp đỡ đi thử coi mày có like có view không? ha mày làm kênh youtube mà mày không có lập trường mày không có đàng hoàng à, mày không có trung thực à, thì à, không có ai mà 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 à, vô mà xem đâu tao nói thật. À. À, tự tự hôm nay chết đói rồi đâu có ai đâu mà đâu có cái cái chuyện gì đâu à, quay phải không mà quay cũng có ai xem hết nên giờ thằng ca giờ nó nó nói nó, dừng lại nó không có quay cộng súng nữa tới nhóc hợ bám vô phải không nhóc hợ à, trời ơi bởi vậy thấy kia bằng không phải nói chứ làm youtube mà không có tạo niềm tin không có tạo uy tín gì hết trời trơn chữ lộn với nhau như là chó với mèo À, rồi bắt đầu ở nhả vô chị chị em em à, rồi giờ á, quanh lại quay trọng súng nói là quay để giúp đỡ à, để tao coi thôi con mày giúp đỡ được cái gì ha bao nhiêu kênh hả à, từ thằng Phúc chó rồi hả à, thằng Lê Thân Thiện đồ rồi nhịp à, sống niêu đồ á đều bỏ chạy hết rồi. à con Nga gục quần cũng bỏ chạy rồi à chỉ còn con nan ca nó bu bám mà không hiểu à, à mấy ngày nay mít lọng gì đó giờ la dừng rồi à. à, không có quay la quay clip cuối gì mà không biết nói có đúng sự thật không biết nữa bị gì hả cái tụi bay á, là ăn sống nói gió đó à, à, chỉ lên lừa lừa gạt cộng đồng không à nên cũng không tin nổi nhưng mà thôi cũng giờ cũng coi thử coi làm sao Ở coi ngày nan ca có ngưng quay trọng súng không à, bởi vậy các cô chú anh chị à, cái thằng trọng súng này à, không nói không được thằng này là nó ma quỷ nó ranh ma lắm nó bây giờ là nó lười biếng nó nó ăn riết nó quen cái miệng nó rồi cộng đồng giúp cho nó biết bao nhiêu tiền cả gần nửa tỷ bạc mà nó có làm gì đâu toàn là xạo dốc nói trên trời dưới đất lên sài gòn cũng vậy bán này bán kia cũng được mạnh thường quân hỗ trợ rồi cuối cùng trả được cái gì hết tiêu tan rồi tiền đồ của mạnh thường quân cho hả tiền triệu nó bán chừng vài trăm vài trăm rồi giờ này cũng vẫn lên nói dốc nói ẩu nói xạo nói sự rồi giờ đủ thừa nói là thiên thơ vợ chồng Lâm này cứ ăn rồi lên môi mắt tại vì mày mày đừng có đưa lên những cái 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 cái, cái chiêu trò nói dốc nói lão của mày thì người ta không nói còn mày cứ ngày ngày mày đưa lên phải mày đưa lên những cái công việc làm ăn tốt đẹp của mày thì không ai nói còn đằng này là mày dựng chiêu trò mày nói dấp ba hồi thì mày nói như vậy bốn hồi mày nói gì khác thì người ta người xem người ta có quyền người ta lên người ta nói ha mày nói là gì thưa công an hả gì này kia mày thưa đi À, giờ mày nói à, vợ chồng của thằng lâm à, với thiên thơ này á à, à, cứ à, kiếm chuyện với mày thì mày làm đơn mày thưa đi à, tao nè ở bình dương nè à, có gì hả à, kêu, kêu tao luôn đi à, tao nói thiệt với mày hả à, mày là một con thằng nít ranh à, thấy cái mặt mày tao không có, có ở dưới gần với mày lâm đồ với thiên thơ đồ còn ở gần mày chứ còn tao ở bình dương nữa mà tao thấy mày từ cái ngày mùa dịch cái năm mùa dịch đó tới bây giờ tao theo dõi cái câu chuyện của mày là tao thấy tao còn ghét nữa tao thấy tao bức xúc nữa nên tao phải nói đồ cái thứ con người gì mà kể cả thằng cha tới con gái mẹ mày cũng vậy không biết dạy mày À, ăn rồi cứ lên mồi chài nó tự hỏi, hôm nay sao à? à con Nga quần không có xuống quay nữa nên à, không có đưa cái mặt lên cộng đồng đó. Đâu cái thứ một cái gia đình gì mà không biết nhục, cứ tối ngày á à, à, đưa cái mặt lên à, để mà mồi chài tiền của mạnh thường Quân mà nói là hả? À, tôi hả à, không có muốn xin sở ai hết đừng có chữ tôi mà à, ai cho cái là nhận, ai cho cái là nhận. Thứ gì mà ăn nói không biết giữ uy tín. Đó à. Còn mày nữa mày câm cái mỏ mày lại đi Mày nói mày giờ mày làm ăn mày mua phế liệu Lúc nào mày cũng nói mày mua da chai mua phế liệu hết á Hồi lên Sài Gòn cũng vậy á Mày nói mày sẽ đi lượm da chai á Mày đi đâu có ngày Cái rồi xong á rồi mày đi bán giấy số cũng vậy mày làm bộ mày đi đâu bán đâu có bữa mày bán có năm chục tờ á rồi cái cũng xong á mày là cái dạng lười biếng mày không có làm ăn gì hết trơn á mày bây giờ chủ yếu là mày à, cứ lên clip mày lên mày nói xàm nói niễn mày nói này nói nọ rồi thấy này thế kia rồi để cho à, mạnh thường quân những người nào mà chưa có xem mày từ đó giờ á thì người ta sẽ dính bẫy mày à, nên tụi tao cần phải vạch mặt mày ra mày hiểu chưa nên mày đừng có nói là vợ chồng của à, anh lâm này hả làm gì mà cứ lên hả à, môi móc mày cần phải vạch trần mày ra cần phải môi móc mày ra để cho hả cộng đồng người ta biết rõ được cái bộ mặt mày những người nào người ta chưa có xem kỹ thì người ta sẽ biết chứ để mày cứ lên mày diễn riết thì cũng sẽ có vài người hả là 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 lầm mày thôi cần phải vạch mặt mày cho mày bỏ cái tật bị gì mày đâu có phải là mày tàn tật gì vợ chồng mày khỏe mạnh bốn đứa con hả nuôi đâu phải mà 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 mà, mà khổ à, người ta hả chịu cực người ta đi làm đi à, thì người ta hả, sẽ có cuộc sống hả, hả tốt đẹp còn đằng này ăn được cứ tối ngày đi nói dốc nói ẩu à, để mà mồi chay à, thì từ cái chỗ đó mà cộng đồng người ta có quyền có những người người ta bức xúc thì người ta có quyền người ta lên người ta nói ha à, mày muốn đừng có ai nói mày thì mày lo làm ăn đàng hoàng tử tế đi À, mày sửa lại cái 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 bản chất của mày đi thì không ai nói gì trơn còn mày cứ lên mày á à, à, nói dốc nói ẩu hả à. này nọ thì người ta xem người ta có quyền người ta vạch mặt mày ra